Bà ơi, lẹ lẹ lên quay mấy ba mấy má ơi. Cắt con tay mẹ mày. Để nè. Nè. Cắt con tay để xa xem người ta cắt. Đây. Cắt con thịt người ta đau kìa. Chào anh. Mẹ thấy. Ôi, gái mình mới dễ thương quá à. Mới nói gì? Chào chị. Dạ chào má. À, em xin lỗi, dạ cho hai chị. Dễ được. Dạ không? Dạ ngồi ghế, ngồi ghế này. Ngồi ghế nha. Ghế nha. Đúng rồi, đúng rồi. Ghế dữ đúng rồi đó. Đây ta không bên nhau, hãy hạnh phúc và hãy nhớ nhé. Có một người đã từng rất yêu em, đã bao cho ta quên hết những mối hôn cùng về. Bàn tay nhỏ ra xin cứ giữ yêu thương ngày nào. Đi liên tục, đi liên tục nha. Xéo nữa, làm tóc xéo nữa má ơi. Để xéo đi. Xem qua ngày tôi thương sáng tối. Ê, chị Duyên xong rồi anh ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Kinh ghê luôn á. Yeah. Chuyện đôi ta không phải như thế nào. Làm sao anh quên đi ký ức đôi ta đã. Xin em hãy xóa hết đi và đừng khóc nhé khi không có ai. Sẽ qua ngày thôi, yêu thương sớm tối, trách duyên mình lệch phải vỡ đôi. Chấp nhận sự thật như vết cắt sâu vào tim, dẫu cho mai đây ta không cắt máy đi, cắt máy đi, tắt nhạc mà anh cái. Ủa sao hai đứa không thổi đứng hát hoài vậy? Chưa hát xong rồi. Cái miếng gì mà dài dữ vậy? Giờ khi nào hát xong? Thì giờ phải hát hết bài, hát hết bài, hát hết bài chứ. Tranh thủ tiết tấu giùm anh cái, tại vì có thời lượng, nhanh bụp vừa dứt cái là thổi vô liền anh. Rồi okay, làm lại. Ok. Mày trai Việt. Rồi. Trách duyên mình đành phải vỡ đôi, chấp nhận sự thật như vết cắt sâu vào tim. Dẫu cho mai đây ta không bên nhau, hãy hạnh phúc và hãy nhớ đến. Có một người đã từng rất yêu em, đã bao cho ta quên hết những mối hôn vụng về. Buông tay nhỏ ra xin cứ giữ. Cắt máy đi. Cái gì nữa vậy anh? Sao vậy? Sao không thổi giùm anh? Bà hát chưa có hết mà, tụi em phải hát xong tụi em. Trời ơi, thổi cái gì anh mà thổi cái gì? Anh không có cần cái bài hát. Bài hát chỉ cần ví dụ tụi em quăng miếng tụi em hát, ok cái phần đoạn nó sẽ đi lên, anh chấp nhận. Nhưng mà một đoạn ngắn thôi nó bị dính bản quyền. Là sao? Ủa là sao? Nani? Là sao? Là sao? Hôm nay em đi quay MV mà. Em biết ca nhạc mà anh. Cái gì? Tụi em đi quay MV mà. Sao tụi vậy? Em, tụi em quay MV cho album của tụi em mà. Ờ thì anh quay phim cho của tụi anh mà. Hả? Cái gì? Là sao? Sao là sao? Sao em biết là sao? Vậy là sao? Anh em làm sao em biết làm sao? Vậy bây giờ tụi em muốn làm sao thì phải nói anh mới biết làm sao chứ. Nói chung là bây giờ tụi em đang đi quay MV của tụi em chứ tụi em không MV có đi quay phim ca gì hết nhạc, trơn MV á. Ca nhạc. Ok. Trở lại. Chết rồi. Trở lại đâu? Có em. Nhiệt tình. Làm gì ăn?
Ủa mày là cái gì vậy? Em trợ lý. Sao nhìn lạ quá vậy? Ừ, em cũng nhìn anh lạ lắm. À, nghe. Ủa, trợ lý còn nào? Không, trợ lý của hai bạn này. Thì biết rồi, sao không đưa thoại cho tao đọc? Không, em là trợ lý của hai bạn này. Tao biết rồi thì mày là trợ lý của diễn viên, là cũng là trợ lý của đạo diễn, ok? Vậy không, em chỉ là trợ lý riêng của hai bạn ca sĩ này thôi. Ca sĩ gì? Ca sĩ mà. Ủa vậy là gì? Ca sĩ mà. Ủa ca sĩ ở đây làm chi? Đi quay em Vy, quay em Vy. Ủa tụi tôi quay phim mà. Ủa em Vy của tụi em hả? Em là chỗ tụi em mà. Ờ, cái gì kỳ vậy? Ủa vậy phải trợ lý đồng phim hả? Không phải. Trợ lý! Trợ lý đâu? Hai con ngựa. Hôm nay chúc bà hả? Tao kêu trợ lý mà. Ở đâu chúc Lam, chúc Linh bước ra đây vậy? Trợ lý chưa tới. Trợ lý đồng phim anh đâu? Chưa tới. Rồi chủ nhiệm đâu? Đi chung xe. Chung xe luôn hả? Ủa vậy? Ủa vậy, vậy tụi em là cái gì? Make-up. Ủa sao tụi em tới sớm? Stylist. Sao tụi em tới sớm mà sao còn trợ lý rồi phó của anh đâu? Thì em phải tới sớm để mà make-up cho diễn viên chứ. Đây đâu, đây phải diễn viên, đây ca sĩ mà. Thì đó là ca sĩ, là diễn viên ca sĩ đó. Ủa, đâu mình đâu? Đâu mình diễn viên gì vậy? Xin lỗi, có sự nhầm lẫn ở đây. Đừng buồn nha. Nhà đi mấy má. Ủa rồi, tao diễn mình đâu? Trời, anh đâu có biết. Ở chắc ngủ chưa thức á. Ê, uống cà phê đi, uống cà phê rồi chờ mấy anh tới. Đi.